Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã diễn ra lễ ký biên bản bàn giao hồ sơ dự án nhà máy điện OMON3 và OMON4 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam. Dự án nhà máy nhiệt điện OMON3 và OMON4 có công suất 1.050 MW một nhà máy đặt tại quận OMON, thành phố Cần Thơ. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư tại quy hoạch điện 7 điều chỉnh và được chuyển tiếp triển khai trong danh mục tiến độ nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại khu hoạch điện 8. Hiện tại, dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Đây là dự án thành phần trong chuỗi dự án khí điện lô B gồm mỏ khí, đường ống dẫn khí và nhà máy điện. Theo quy hoạch điện 8, chuỗi dự án khí điện lô B sẽ là nguồn điện quan trọng cung cấp bổ sung cho hệ thống điện quốc gia tại khu vực miền Nam giai đoạn 2026-2030. Việc tổ chức bàn giao đã khẳng định tinh thần trách nhiệm của Petro Việt Nam và EVN trong việc khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Petro Việt Nam với kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực nhiệt điện khí và đặc biệt là các kinh nghiệm từ dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 vừa qua sẽ là động lực to lớn để tập đoàn tự tin hoàn thành các dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình.